Xin chào các bạn, mình là Binh đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay cái tựa game Roblox Build a Bow for Chaser gì đó. Thì cái tựa game này là mình cũng đã, ở trước là mình cũng đã làm video rồi. Thì cái video đó mình cho hai bạn đúng vui luôn. Thì bữa nay mình có rủ thêm đồng bọn vô chơi thêm nữa. Thì giới thiệu luôn mấy bạn luôn là đây, BT Thuận gì nè. Thì đây là bạn chơi chung với mình hồi đó đến giờ luôn á. Đây, bây giờ thì mình sẽ ở cái phần trước thì mình có làm cái gì tên lửa á, nhưng mà cái đó là nó bị fail rồi. Hồi đó vui chập trước cho đúng vui luôn. Thì bữa nay mình biết cái cách để sửa rồi. Đó. Bây giờ mình chỉ làm nhỏ gọn vậy thôi, là lên phóng cái đi liền mà trời. Ừ, nào bấm. Con quý nào bấm. Rồi xong. Đó thì là vậy đó, thì mình không có xài cái tên lửa đó nữa, mà bữa nay mình sẽ tổ chức cuộc đua xe trái phép trong game đua thuyền nha. Đây. Thì ở đây mình có làm mấy cái xe trước rồi. Ủa mà mấy anh bạn đâu ạ? Xe làm cái xe chuẩn bị đua xe trái phép luôn đây. Đây. Chuẩn bị vô đua xe. Cái xe này là đạt tốc độ bàn thờ. Đã từng đoạt giải cúp Lưu Hương vàng. Đó. Rồi, đó xe của con bạn mình đó. Nani? Rồi chuẩn bị nha. 1 3 đi vô. Ui, chạy à. Trời ơi. Chạy. Xe chiếc xe bự chạy lùi luôn. À. Đâu, cố lên. Trời. He, chạy trước rồi, chạy trước con bạn rồi. Thằng bạn đang chiếc xe đó đang chơi ngầu kế bên với mình luôn á. Ủa lọc xe hả? Rồi xong rồi thanh niên lọc xe. Ủa xe mình mất con bánh rồi chạy. Rồi. Trời ơi trời, bốc đầu luôn mấy người. Rồi xong thanh niên. Nhưng mà cái xe. Ủa gì rồi, quẹo lại được rồi chạy. Đó, xe chạy tốc độ bàn thờ mà sao giờ quẹo sao. Rồi. Còn một bánh. Thôi chết luôn rồi. Yeah, vậy là trận đầu tiên là mình win. Whee! Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Giờ mình sẽ chơi chiếc xe thứ hai, chiếc mô tô. Chiếc này mình tự làm. À không, chiếc này thôi đi. Ủa thanh niên à, đừng quân trộm cướp đi ra. Quân trộm cướp hả ăn cắp xe của người ta hả thanh niên này, đợt lát rồi. Rồi trời ơi thanh niên trời ơi. Thanh niên không chịu tắt, anh cho cái ghế. Rồi à, đi. Được. Bây giờ trận thứ hai là bạn mình là dẫn trời ơi. Ấy à, chưa lên kịp xe mà rồi ok rồi chạy. Trận thứ hai là bạn mình dẫn đi xe cũ. Xe. Ôi xe niên này chơi để ghế trước đây khó lái. Xe mình vậy chứ mà chắc lắm á, đó nãy giờ không bị bể bánh nào á. Vậy mà cái xe mô tô lại xe cái xe hồi nãy là xe này là lại chắc nhất á. Rồi bạn mình chết rồi.
Trời ơi, ba khu quẹo 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 lựa. Tay lái lựa giỏi là... Đâu? Trời ơi, vậy sao lái đây? Nó thành cái càng cua luôn rồi. Ôi, đi vậy là nói chung là qua trận thứ hai là mình vẫn thắng. Ố là la. Hê hê, thắng hai trận rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ kêu bạn mình xây trực thăng cùng nhau đi đi trực thăng tới kho báu luôn. Bây xây trực thăng đi bây. Đó, chiếc trực thăng từ để chờ nó lót rồi. Đây đây đây. Chỗ nào bạn ý. Ơi, con nào điều khiển vậy? Bảo đảm là cái em trực thăng này nó sẽ bay tới tận cùng chân trời. Đó. Nhìn trực thăng thấy khủng không? Ơi, ai bấm go ấy? Rồi đi đi lẹ lẹ. Cho trực thật trực thăng nữa. Đó rồi. Ủa bấm không được ta? À sao quá bấm không được. Từ từ để mình quay lại. Lấy 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 lấy. Mấy bạn không thấy rồi chứ mình thấy là cái trực thăng là nó ngẫm mà. Mấy bạn thì không thấy chứ mình thấy là cái trực thăng là nó bị ngẫm mà. Cho anh uống vui. Bây giờ mình sẽ chơi cái rocket này, mình bay tới đích luôn. À nhưng mà có một cái là cái skin này nè, nó bị không hiểu sao nó mình mặc cái skin này vô là nó bay thôi. Nó không có nó, lúc mà nó bay nó không cân bằng. Ủa được à? Nó cỡ luôn ơi. Vô. Đó. Bay đúng phơi luôn, về có khi mà lâu lâu mà về đích trong vòng 10 giây luôn á. Đầu xong. Phản đam à? À không, lộn, này không phải phản đam, này là bị đụng mấy cục đá nó. Đụng mấy cục đá nó hư luôn. Lại. Này cũng là một cách để mà mình kiếm tiền nè. Rồi. Lên. Á đứng đứng rồi, rồi. Rồi xong. Một thanh niên này là mình đặt tên là quân trộm cướp luôn á. Nãy giờ nó trộm nó lấy xe rồi của mình không à. Thôi. Cho nó chết. Rồi xong. Mình cái tên lửa của mình có chức năng tự hủy cho nên là nó bấm lót lại là bảo đảm đi bán muối luôn. Đi bán muối dưới biển luôn. Đó, cái tên lửa có chức năng tự hủy á. Ví dụ nha. Giờ vậy nha, mình bay vậy nè. Mình lót. Lót. Rồi xong luôn. Đó. Đó là coi như là đi bán muối luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái gì nữa ta? À, mình có một cái xe đua nữa nhưng mà nhiều bạn chưa thấy nè. Vô, show liền. Đó, móc ra cho mấy bạn coi liền. Đó. Tên lửa cái này gọi là xe đua. Xe đua này chắc lắm á. Từ. Rồi. Để mình đứng đây. Hãy mấy thanh niên này. Ra. Mấy thanh niên này. Có đứa nói thiền ai vậy? Này xe đua chứ không phải thiền nha. Xe đua hạng nhất đó. Đi. Ờ, từ quên bắn. Rồi. Đó.
Ui, cái này mình chưa có bấm hết rồi. À, cái nút đó hả Vy? Cái đó thì bên chưa có, tại mở nhiều hộp resin quá mà chưa có một cái nút nào luôn á. À, được á. Đây đây. Có mấy bữa thằng bạn nó cho công tắc á. Nó bấm cái nút cái là mình bay về đích luôn, thiệt luôn á. Bay hơn đích luôn. Bay qua cái chỗ cơ báo luôn, từ từ. Bay bay cho cái từ từ từ. Bay bay cho cái nút ở giữa trên đầu bên đây. Đó, cái nhìn cái nhìn nó khủng bố dễ sợ luôn á. Rồi, để một cái ghế đó. Rồi đi nè. Từ từ. Để bấm á. À quên chứ, tên lửa này của mình nhắn công tắc không được. Ê đứa nào? Nè, đứa nào? Đứa nào để ghế vậy? Trời ơi, đứa nào để cái ghế? Rồi xong luôn. Chết tôi luôn rồi. Rồi. Mấy thanh niên này phá rồi xong rồi, phá banh luôn rồi, rồi xong luôn. Mà chết luôn cho rầu. Mấy anh bạn đúng thánh luôn á, thánh bậy luôn á. Nghĩ sao ta tự nhiên tự nhiên mấy thanh niên này nó để mấy ghế chưa mà nó không tắt anh cho nó, tự mình bị kẹt luôn. Không chơi được, không cho mấy bạn coi cái xe đua khủng bố của mình được. À, cái này mình để sau đây rồi. Đó, để sau đấy. Còn bạn mình bây giờ sẽ rồi, lót bi, lót liền, lót ngay và luôn. Đó. Thuyền tàu Titanic đó. Titanic của một bạn làm đó. Ừ, mới lót thôi đó, nhìn ghê không? Để lên nè. Rồi, lên được rồi. He, trong lúc đang lót mình lên kịp. He. Rồi. Để coi trong, mình coi. À, thử thách đi về đích bằng tàu Titanic ha. Này, đều vô đây làm gì? Ra ngồi đây. Ra đây ngắm trời đẹp nữa. Đó, đứng ngồi đây làm hát bài Titanic nè. Coi đành quanh đây có gì. Ồ, thiền còn đang lót hả Bi? Ơ, đứa nào chợ? đang đứng đây tiện cái ghế ra ngầu xuống mất hồn. Còn bạn này nó làm cái gì vậy? Coi nè, bảo đảm luôn, nó mà gô một cái là đập đầu sắp mặt luôn. Ủa nó nhảy quá à? Được chưa Bi? Lót chưa? Rồi gô lẹ lên. Đây, bây giờ mình sẽ thử ngầu đây, coi không? Mấy bạn yên tâm đi, bây giờ mình sẽ thử thách được vậy luôn nè. Bây giờ cái lúc mà go á, mình rớt xuống đây mình sẽ thử thách sao mà cho mình nhảy lên lại được đây, nhảy lên lại được cái thuyền. Nếu mà mình không nhảy lên kịp á, mà mình bị ấy xuống nước chết là mình thua nha. Thử thách đó. Để coi trước coi cái đường nào. À, cái đường này. Rồi. Hơi khó. Rồi đi. Ơi nhảy. Ê, thành công. Ô yeah, mình thắng. Ô ghế vuông. Từ. Sao nó không có tiếng à?
bánh chở bí trắng bánh. Đầu đó. Rầu xong. Rầu. Thường mình coi như là thua thử thách rồi á. Cái này cũng là tính nha. Thằng bạn mình cũng bị té xuống sấp mặt luôn rồi. Bây giờ để coi mình còn cái gì nữa không. Rồi. Đứa nào vậy? Ai vậy? Bắn. Ủa cái gì? Từ, đứng im nha, đứng im, đừng vội vàng. Ông bạn mình à, bỉ này nó quất ra ngồi sắp mặt. Mà nó quất bay ra ngoài biển luôn. Đây, để cho thêm. Vô. Thử thách tới đụng cái cục đó mà không bị chết á. Công nhận cái game này đúng nhiều cái để cho luôn á. Chơi mà đang buồn mà chỗ này vui dễ sợ luôn. Từ để clear. Mình không ngờ cái phần 2 này mình tưởng chơi được chơi bình thường chứ ai ngờ lại cho vui nữa. Từ bay. Đây, cho cái này nè. Đứng im nha. Đây rồi, đứng im nha. Từ chờ xíu để ngầu lên cái rồi. Quên rồi. Đó, lỡ cho rồi thì on luôn. Để thử thanh niên này có được không? Không biết thanh niên này có thấy không. Ủa lỡ hả? Từ. À được. Đó, lẹ. Cho là phán dĩ đó. Rồi xong luôn. Rồi xong. Ủa thanh niên. Thanh niên đang ảo tưởng bay à. Đó. Ủa anh ấy bay rất là như như một vị thần luôn. Rồi. Thôi reset luôn. Không bị gì luôn. Chỗ thanh niên nó. Oh, you fucker. Bây giờ mình sẽ chơi rocket thêm lần nữa rồi mình sẽ dừng video tại đây nha. Nãy giờ vui. Rác thằng thanh niên nào xả rác bừa bãi đây dưới. Từ để mình có cách để dọn đống này. Đây đó, chỉ cần vậy thôi. Rồi đi. Từ đây. Cái cục này nó anh cho rồi sao đi được. Rồi. Ở thanh niên này đi ra. Ủa thanh niên nào vậy?
Trời ơi, đang tự nhiên phá. Mệt. Thôi, chạy chạy chạy. Mấy thanh niên này phá quá, phải chạy liền. Ủa, xe đâu? À, phải nói xe này chạy liền. Không lờ mấy thanh niên này phá. Ơ, quên quên. Rồi rồi rồi. Đấy. Mình mình không, mấy thanh niên này nó cho nó phá không. Trời, quá. Đố bay được ha. Đố bay được. Ủa, hết tên lửa không? Từ từ. Từ từ. Ủa, đứng. Ủa. Ủa, bay đâu à? Đây đây, đố bay được đúng không? Đứng im, đứng im. Đứng im. Đố bay được hả? Đố bay được. Đố bay được hả? Đố bay được hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Ơ ơ ơ. Thôi mình thì mình nghĩ là video của mình tới đây vậy là được rồi chứ. Trời, mấy bạn nó đúng cho luôn á. Thì nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình để mình có thêm từ từ động lực làm video mới nha. Chứ mình video tới đây được rồi chứ mấy bạn nó cho đúng ghê luôn. Còn giờ thì bye bye.